Đoàn xe chở Tổng thống Nga xuất phát từ khách sạn Metropole đi qua các tuyến phố rồi tiến vào Phủ Chủ tịch. Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam diễn ra vào trưa 20 tháng 6. Thanh niên sinh viên đứng hai bên lối vào Phủ Chủ tịch trên phố Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình trước giờ diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đúng 12 giờ trưa, dàn mô tô phân khối lớn của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội bắt đầu nghi thức dẫn đoàn xuất phát từ khách sạn Metropole phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm. Đoàn xe đi qua phố Tràng Tiền và ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Bài. Sau khi đi qua phố Tràng Thi, đoàn xe chở Tổng thống Nga xuất hiện ở ngã bảy cửa Nam, trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua cột cờ Hà Nội. Nổi bật trong đoàn là chiếc limousine siêu sang Aros Senat, dòng xe do Nga phát triển, được chọn làm xe chuyên dụng cho Tổng thống Putin từ năm 2018, thay thế cho xe Mercedes. Đoàn xe đi qua cửa tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Độc lập. Đoàn xe trên đường Hoàng Văn Thụ tiến thẳng vào cổng phủ Chủ tịch. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 6 năm 2024 trưa 20 tháng 6, lễ đón chính thức tổng thống Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, bí thư Trung ương Đảng, trưởng bang đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, ủy viên Trung ương Đảng phó thủ tướng chủ tịch phân ban việt nam trong ủy ban liên chính phủ việt nam nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật trần hồng hà ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội trưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nga nguyễn khắc định ủy viên trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước lê khánh hải ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công an lương tam quang ủy viên trung ương đảng bộ trưởng kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. Trợ lý Chủ tịch nước Tô Ân Sô đông đảo các cháu thiếu nhi và quần chúng nhân dân thủ đô đã vẫy cờ hai nước chào đón tổng thống vladimir putin cùng đoàn đại biểu cấp cao liên bang nga đây là lần thứ năm tổng thống vladimir putin đến việt nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Lê bang Nga tới Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt nam lê bang Nga 1994-2024 và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Vladimir Putin tiến vào Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Tô Lâm nồng nhiệt chào đón Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu đoàn cấp cao Lê bang Nga trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Vladimir Putin bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước thể hiện sự coi trọng chuyến thăm. Trong nghi thức lễ đón, 21 loạt đại bác hùng tráng đã vang lên chào mừng Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sau khi nghe quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón chuyến thăm của tổng thống vladimir putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt nam liên bang nga phát triển rất tốt đẹp nhanh chóng toàn diện là một mô hình trong quan hệ hợp tác cùng có lợi bình đẳng phù hợp với lợi ích vì hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới sau lễ đón hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới 12 giờ trưa 20 tháng 6, chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón tổng thống Nga Vladimir Putin theo nghi thức cấp nhà nước. Tổng thống Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp trên cương vị mới. Sau lễ đón, hai bên sẽ tiến hành hội đàm xem và nghe về các văn kiện đã ký kết. Theo lịch trình dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trước đó, chuyên cơ chở Tổng thống Putin hạ cánh xuống sân bay nội bài Hà Nội vào lúc 1 giờ 45 ngày 20 tháng 6, đánh dấu lần thứ 5 ông trở lại Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga. Những lần trước đó vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017, theo đại sứ Việt Nam tại Nga, Đặng Minh Khôi, chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Tổng thống Putin tới Việt Nam khẳng định sự cam kết của cả hai bên trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước gặp gỡ thảo luận, thống nhất những vấn đề quan trọng và định hướng chiến lược cho tương lai, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa ngoại giao nhân dân. Đại sứ Nga tại Việt Nam, Bedetko cho biết sự hiện diện lần này của ông Putin tại Hà Nội tạo thêm động lực để phát triển quan hệ hợp tác Nga-Việt trong nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là tăng cường tương tác trên các lĩnh vực truyền thống như kinh tế và đầu tư, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch, trao đổi nhân đạo và quốc phòng an ninh. Việt Nam-Lê Bang Nga chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, từ đó đến nay, hai nước thường xuyên duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với độ tin cậy cao. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, Việt Nam và Nga ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Đến năm 2012, hai bên ra Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong 2 năm 2019, 2020, hai nước tổ chức năm cháo Việt Nga, Nga Việt nhân 25 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị. 1994-2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2020 được tiếp tục trong năm 2021. Quan hệ chính trị Việt Nga luôn có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước dạng sáng ngày 20 tháng 6 tổng thống nga vladimir putin đã tới hà nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhân chuyến thăm tổng thống putin đã có bài viết đăng tải trên báo chí việt nam chia sẻ tầm nhìn về lịch sử hiện trạng và tương lai của quan hệ đối tác nga việt nam trong bài viết tổng thống vladimir putin cho biết chuyến thăm việt nam lần thứ năm là sự kiện mang tính biểu tượng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa nga và việt nam văn kiện mang tính chiến lược này đã tạo sung lực mạnh mẽ để quan hệ nga việt phát triển ngày càng năng động tổng thống nga đánh giá cao việc hai nước có cách tiếp cận tương đồng hoặc gần gũi về các vấn đề cấp thiết và quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế tổng thống putin chia sẻ chúng tôi coi việt nam cùng chung quan điểm về xây dựng một cấu trúc an ninh á âu mới bình đẳng không chia tách bao trùm và không phân biệt đối xử chúng tôi cảm ơn các bạn việt nam đã thể hiện lập trường cân bằng về cuộc khủng hoảng ukraina và mong muốn thúc đẩy việc tìm kiếm con đường thiết thực giải quyết khủng hoảng bằng các biện pháp hòa bình tất cả những điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần và bản chất mối quan hệ giữa hai nước chúng ta theo tổng thống putin cả việt nam và nga đều thường xuyên quan tâm thực sự đến việc tăng cường thương mại song phương và khuyến khích đầu tư vào nhau tổng thống putin chia sẻ hai nước chúng ta có khả năng thanh toán bằng đồng nội tệ rúp Nga và đồng Việt Nam. Năm ngoái, những giao dịch như vậy chiếm hơn 40% giao dịch thương mại song phương. Quý một năm nay, tỷ lệ này đã đạt tới gần 60%. Điều này phù hợp với xu thế toàn cầu nhằm loại bỏ dần việc sử dụng các loại tiền tệ bị mất uy tín trong thương mại và đầu tư quốc tế. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Năng lượng vẫn là lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược trong hợp tác song phương. Liên doanh Vietso -Petro đã khai thác các mỏ tại thềm lục địa Việt Nam trong hơn 4 thập niên qua và mang lại hiệu quả cao. Khối lượng dầu do Vietso -Petro sản xuất trong những năm qua đã vượt quá 250 triệu tấn. Công ty liên doanh Rus Petro được thành lập năm 2008, đang hoạt động thành công tại khu tự trị Nenet của Nga. Còn tập đoàn Gazprom đang khai thác khí đốt tại Việt Nam. Một công ty lớn khác của Nga là Novatech dự định triển khai các dự án khí khóa lỏng LNG trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, hai bên đang nghiên cứu triển khai sáng kiến thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam với sự hỗ trợ của tập đoàn Rosatom của Nga. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tập đoàn nhà nước Rosatom luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia, bao gồm cả việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực. Ông Putin lưu ý. Theo Tổng thống Putin, nước Nga có truyền thống đóng góp to lớn vào việc phát triển tiềm lực thủy điện của Việt Nam. Công ty Rus -Hydro rất quan tâm đến việc tham gia tái thiết và nâng công suất của các công trình thủy điện trên các dòng sông Việt Nam. Tại Đà Nẵng, công ty liên doanh GAZ Thành Đạt đang triển khai hoạt động lắp ráp ô tô mang thương hiệu GAZ của Nga. Ông chỉ ra, chúng tôi hy vọng các nhà đầu tư Việt Nam cũng sẽ tích cực hơn nữa trong việc tận dụng những cơ hội to lớn tại thị trường Nga đề cập đến truyền thống hợp tác lâu đời giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, Tổng thống Putin cho hay Nga dự định sẽ tiếp tục quan tâm đặc biệt đến quan hệ đối tác trong lĩnh vực này, trong đó có tiếp tục đào tạo công dân Việt Nam tại các trường đại học Nga bằng kinh phí từ ngân sách liên bang. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định sẽ tiếp tục phát triển các mối quan hệ nhân văn, du lịch nhằm góp phần làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước ông khẳng định sắp tới việc tăng số lượng chuyến bay thẳng sẽ góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch nga tới việt nam và việt nam tới nga